Làm thế nào để tìm ra tài năng và phát triển tài năng để kiếm nhiều tiền hơn anh Tài? Thì anh nói trong cái video rồi, mình làm thêm công việc hay là mình học cái kiến thức mới mà nó tăng lên cái tài năng của mình. Một đó là mình làm cùng cái tài năng của mình nhưng mình đang làm tay chân phải không? Thì mình làm thêm tay chân nữa. Thà mình đi nhậu với bạn mình, thà là mình ngồi đó coi tivi thì mình làm gì? Mình dùng cái thời giờ đó đi làm công việc thứ hai. Đúng không? Mình làm đi lấy cái thời giờ đó mình đi làm công việc thứ hai. Dạ Còn đúng rồi. không á là mình dùng cái thời gian dư của mình đó, mình học cái kiến thức mới mà nó phát triển cái tài năng của mình. Như liền bây giờ đó, em đăng ký cái công thức tàu lượn tiền mã hóa đi. Thì đó là em đang làm gì? Em Là đang học thêm một tài năng khác, đúng rồi, em đang học cái tài tài năng khác, năng em mà đang tăng cái mới. tài năng của em lên, thì sau này cái tiền của em đó, nó sẽ lên theo. Đấy. Cái đó nó xảy ra trong một đêm không? Dạ không.